Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip này về vị tướng Lindit. Đấy, vào anh Triệu Vân anh ấy giành rừng. Đấy, mình phải nhẹ nhàng tình cảm. Mình chơi theo cái kiểu gọi là 18 cộng ấy, tâm lý tình cảm đi ha. Các bạn đừng có mà chửi nhau nhá. Đây, nói chung là bạn ấy cầm cái chừng chi. Mình không biết bạn ấy có giành rừng hay không, nhưng mà mình cứ gọi là chắc xin rừng cái đã. Thế nhanh cho nó vuông. Chứ các bạn cứ gọi là mày để tao dừng cho, hoặc là cút cút ra để cho tao thể hiện này kia kiểu thứ, thì có khi nó lại giành rừng, nó lại quánh cho các bạn ạ. Vì thế là các bạn cứ gọi là phải xin rừng này kia các kiểu thứ nha. Mình chơi theo cái kiểu nhẹ nhàng đi. Đó, đừng có chê cái kiểu gọi là nó gọi là mạnh bạo quá. Người ta không có thích đâu nhá. Mấy chị em gọi là ham hố, khoái gọi là mạnh bạo. Nhưng mà mình thấy thì nó cứ gọi là nhẹ nhàng tình cảm, nó sẽ gọi là hợp lý hơn. Ui ôi anh ơi. Anh ơi, xin dừng anh ơi. Anh ơi, anh đừng có làm thế anh ơi. Trời, em gánh tim cho anh ơi. Trời, các bạn yêu cầu comment, nói chung là làm clip về vị tướng Lindit cho em xem đi. Trời, lâu lắm rồi, nó vắng bóng quá. Nó vắng bóng quá trời luôn, ngại ngùng quá cơ. Đấy, đấy, ui trời ơi, chừng chị loài mồm. Đừng tạt thần kìa anh. Anh ơi, anh gì gì đó ơi. Ôi, Triệu Vân tên bên mình nó vẫn cố gắng chảy cối các bạn ạ. Nó vẫn chảy cối, tao bắn cho mày cày cối này, chối trời này. Cây cối lại quýnh nó. Rồi Natalia bạn trốn tít đằng sau. Làm trò gì bạn? Vãi cả lều tốc biến như là đúng rồi. Cuối cùng tốc biến lên quăng cho hai vào đám lính. Đùa nhau à? Bạn làm như thế mình cứ buồn cười thôi các bạn ạ. Rồi về lại tên bạn kìa. Rồi hay lắm. Hãy xem đây. Chà, quăng cho hai. Nó nó boom. Ôi chết quéo con cua luôn. Nhưng mà mình không phải là người hào hùng các bạn ạ. Nổ thì nổ thật đấy, bùm thì bùm thật đấy, nhưng mà kêu thì bạn van heo, bạn ấy ăn cơ. Bạn ấy đúng là cái người thừa lúc đục thả câu, chờ mình gần chết rồi. Natalia với bọn Vera bên kia cũng gần chết rồi, bạn ấy vào bạn sờ mông Vera một cái ăn liền. Ngon ngay. AD rồng đi. Đó năn nỉ ấy. Ôi nãy giờ cuối cùng bây giờ mình cũng được đi rừng thoải mái. Bạn ấy kêu bạn kêu là AD đi rừng đi để bạn ấy đi rừng tà thần cho đấy. Úi trời ơi, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Nhiều bạn cứ gọi là có người khác lấy rừng một cái, các bạn ấy xin dừng đi bằng được. Nhưng mà các bạn ấy lại quên một điều, đó chính là phải nói năng nhẹ nhàng tử tế. Mấy bạn cứ chửi dùm nàng nước lên. Ui dồi ôi, suốt ngày gặp mấy cái thằng ngu rừng này ngu rừng kia, trời ơi, người ta lại chẳng phít mạng loài mồm cho các bạn, cũng mà thua lồi mắt ra. Đấy là những cái lý do mà các bạn đánh mãi mà không lên được rank. Nhiều bạn cứ gọi là đánh hoài đánh mãi suốt ngày cứ ở bạch kim với vàng thôi. Mình nói vậy có đúng không ạ? Mình nói vậy có chính xác không ạ? Đấy các bạn, nếu mà các bạn muốn lên rank thì các bạn bắt buộc phải đi rừng đấy. Mà nếu như mà các bạn muốn đi rừng mà ngon lành cành đào thì các bạn phải mở miệng lên xin. Đấy, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho lòi tiền ra. Chứ các bạn suốt ngày cứ đi chửi nhau. Úi dồi ôi, hàng về. Em ơi em à, chia tay cũng đã mấy ngày. Hư nè. Như vậy là mình đã hạ gục được rồi. Tiếp tục đó chính là một pha tấn công vị tướng. Ê bày ơi. Ôi chọc kìa. Anh ơi sợ anh quá cơ, quýnh nó luôn đi. Xấu xáo hả, bơi vào đây nhá. Ấu xe à, Triệu Vân thúi này, hư này à. Tính qua kiếm con bùa, kiếm chắc tí xíu thôi. Mất trụ đường dưới rồi các bạn ạ. Thôi kệ, không sao. Mình thấy nhiều bạn hay comment là kêu là anh hướng dẫn cách đi rừng làm sao cho nó hiệu quả đi. Trời ơi, mình thấy nó cũng quan trọng ấy, là trận đấu nó tùy theo tem rất là nhiều. Trận đấu không cho tao đi rừng, tao fit ok. Ui dồi, ôi anh ơi, anh gì gì đó ơi. Anh thoải mái đi anh. Con vợ anh chứ, mẹ anh hù ai đấy? Hả? Bị anh hù ai đấy? Anh biết tôi là ai không? Tôi là nghìn trên 5.000 đấy. Linh đi qua nhà bà Đít đấy. Sợ anh quá cơ, hết cả hồn. Mẹ nói ngon nói ngọt thì đậu xanh nữa. Chảnh chó à? Hả? Bây giờ chảnh chó đúng không? Mẹ chơi lớn luôn này. Sao hả? Mẹ chơi đâu anh em? Sợ điếu gì bố con đằng nào? Quen thân quen thói. Các bạn thấy không? Từ đầu trận mình đã rõ ràng là mình một cười. Con gái hiền lành đó. Nói năng nhẹ nhàng, từ tốn. Cái đầu xanh bây giờ nó là mình rõ ràng là mình còn nói năng, mình cứ chưa có chửi ai nha. Mình rất là nhẹ nhàng về tình cảm, tâm lý luôn đấy. Đúng không? Thế mà cuối cùng bây giờ nó kêu là không cho tao đi rừng, tao fit ok. Vãi cả lều ạ. Chứ em lại sợ anh quá cơ, em tới em phang chết vợ chúng nó luôn đây này. Hãy xem ta đây, quăng cái chiêu 2. Rồi bắn, chiêu. Này thì lì, chơi nó luôn bạn ơi. Chơi nó liền, đúng rồi, bạn chơi nó đi, mình chạy đây. Đúng rồi, bạn chơi nó đi, đúng rồi, cố lên, mạnh mẽ lên anh. Ăn hổ báo cáo trồn lên cũng. À đủ. Tàu xanh em trốn mà cũng không tha nữa là sao? Chả người ta trốn rồi mà. Người ta trốn rồi mà. Phải cả trưởng chết quéo càng cua ba người luôn. Đắng con nhà bà lòng thật đấy chứ.
Trời đất quỷ thần hỡi thiên địa ơi, mình đang leo ngoeo ở khu vực đường dưới, mẹ chạy về tưởng an toàn rồi do nó bắn cái bẹt. Răng môi lẫn lộn nó trộn lấy nhau luôn các bạn ạ. Đắng quá đắng. Khốn nạn gì đâu ấy. Thứ gì mình giật cả mình luôn các bạn ạ. Nó bắn cái kiểu đó kiểu như là mình giật mình. Anh ơi, anh Triệu Vân gì gì đó ơi, về lan đi anh ơi, bỏ nó đi anh, bỏ nó đi anh. Thế ở trận này phải tranh giành nhau ấy, vị tướng Triệu Vân đi rừng rồi các bạn ạ. Mà không sao không sao, anh em cứ yên tâm, hãy tin vào Linh Đít mình nhá. Trong tay của mình Linh Đít nó giống như một không phải vị thần đâu, một cô gái yếu đuối mỏng manh thôi. Gió chiều nào thì mình che chiều đó, đúng không các bạn? Cười cái gì, cười cái gì, cái đậu xanh chơi nó luôn này, xấu xao hả vô. Tốc biến nhanh thế cái chứ. Ủi xe bê ra kìa. Ôi giời ơi, anh ơi, anh xì xóm chùa ơi, đứng lại cho em bắn cái anh ơi. Nhẹ nhàng tình cảm đi mà, mình chơi tâm lý 18 cộng thôi. Mình không có chơi gọi là mạnh bạo giống như gọi là những clip mà gọi là ôi. Mấy anh mấy chị cứ đánh nhau thoải mái nhá, em đi em farm cái đây. Rồi xong, ăn hành sấp mặt rồi các bạn ạ. Tại ông Triệu Vân ông cứ giành lan với mình đây. Nhưng mà không sao, các bạn cứ yên tâm. Chơi này hay quá bạn ơi, giết hết tất cả cúc cúc ra hãy xem tới đây thôi. Chạy đi, đừng đứng lại, đừng uống chết ra, nó uống tôi chết ra. Lì cho anh mì này rồi, Triệu Vân bay vào tấn công bắn heo rồi. Mình đang bắn Triệu Vân đây, Triệu Vân đang bị bắn. Nổ bánh xác đi anh ơi, nổ bánh xác đi, hay quá anh ơi, tuyệt quá anh ơi. Trời ơi em về quá à, ngon. Các bạn thấy quá ngon không, ngon lành cành đào ngay. Nói chung là các bạn đi những rank như là vàng hay bạch kim thì các bạn lên farm nhiều rồi nhá. Đấy. Ôi trời, cháy đi. Mẹ ơi, tưởng nó yếu đuối mỏng manh, mình tưởng ăn được nó. Ai ngờ đâu ăn méo được, xém nữa thì lại rụng cánh giữa đường nữa, khổ. Tại vì khi mà các bạn chơi những cái rank thấp ấy thì các bạn phải nhiều tiền hơn họ thì các bạn mới có thể gánh được. Còn khi mà các bạn lên rank là kim cương trở lên ấy thì nó sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào tem nữa cơ. Mình hiểu ý nhau nữa không cơ. Chứ cứ lên cái kim cương bây giờ các bạn muốn farm cũng không farm được đâu. Đó, các bạn biết sao không? Tại vì lên trên đấy á, trên rank kim cương trở lên ấy thì ai họ cũng gọi là farm hết trơn ấy. Ai họ cũng gọi là chăm lo cho bản thân mình hết trơn ấy. Để thọt tiền một cái là phế ngay. Ví dụ mít thọt tiền một cái là phế ngay. Rất là khó chơi luôn. Vì thế nên các bạn mà muốn lên rank kim cương ấy thì các bạn phải bắt buộc phải cố gắng farm cho nhiều, farm cho nhiều vào. Chơi nó luôn này sau. Trời ơi, KS như một vị thần luôn. Thề nãy giờ em không KS được mạng nào. Toàn đi hỗ trợ cho anh em không. Không sao. Anh Triệu Vân đâu rồi ta? Không cho ta đi rừng thì biết đâu rồi ta? Bây giờ ăn phận rồi hả anh? Mẹ dám giành đi rừng với mình ghê chứ. Mình đi rừng mình còn gánh tem chứ. Mình cứ để cho bạn ấy gọi là đi rừng thì mình nói chung là đặt hết niềm tin vào người khác. Mà tại vì mình không có dám tin đó là bạn ấy có thể gánh được tem, vì thế mình bắt buộc phải đi rừng thôi. Dù cho các bạn ấy giành rừng đi chăng nữa thì mình vẫn có thể gọi là ấy được. Tại vì cái ngày mới đánh bạch kim thôi nha các bạn. Bạch kim 2 hay gì ấy, mình không nhớ là như bạch kim 2 hay sao ấy. Mình sẽ cày lên kim cương. Vài ngày tới lên kim cương dở mà nhanh lắm. Mình chơi khả năng nó tỷ lệ thắng ở chứ nó sẽ tầm khoảng 80% cơ. Các bạn kêu là mình giành rừng thì mình không giành rừng nó thua ấy các bạn ạ. Đó là mình nói thật. Tại vì nhớ là các bạn tem mình nó xanh ấy thì không nói, nhưng mà tem mình nó ôi trời hay quá bạn ơi. Chơi đấy luôn. Quýnh nó luôn. Này thì Chiếu Vâng này ủa lại hỗ trợ. Mẹ hỗ trợ nó là cái nghề rồi hay sao ấy. Các bạn hỗ trợ nó là cái nghề rồi sao ấy. Ủa ôi. Cà phê đi ơi. Anh ơi, anh xin. Ăn mất con bùa đỏ của mình rồi, đen thế nhờ. Tiếc quá cơ các bạn ạ. Để qua bên kia nó cũng gắt. Bên kia nó cũng đánh cũng gắt. Không có phải dạng vừa đâu, kiểu giống như là tem bên bạn cũng thuộc dạng là chơi hay đấy. Bây giờ mình solo với cả Cà phê đi xem ai ăn ai thua nhá. Các bạn dám chơi không? Lấy ăn nhiều, liều ăn nhiều ấy coi nào. Thử coi nào. Thử hàng xem hàng mình to hay hàng nó to nào. Trốn rồi à bạn? Bạn mà đứng lại là mình bắn cho bạn chết luôn ấy. Bây giờ mình sẽ lên cho nó kiếm Mura Massage với cả thương xuyên phá. Thôi mình lên xuyên xuyên phá đi ha. Tại vì thương xuyên phá nó có thoát khỏi giao tranh, nó cộng thêm tốc độ chạy cho mình các bạn. Đó cũng là một cái điểm mà mình khá là thích ở cái thương xuyên phá. Tùy theo các bạn thôi, các bạn muốn lên cái thương cái kiếm Mura Massage cũng được. Nhưng mà mình thấy lên thương xuyên phá nó có lợi hơn một chút. Uầy, bắn nó luôn, hay quá. Trời ơi má ơi, Triệu Vân nó quất một cái chiêu cuối vào đầu thôi. Mẹ John tem bên kia không cánh mà bay luôn.
Mẹ ơi, nó bốc ngùn ngụt trên đầu luôn các bạn ạ. Mất xác luôn. Nó chọc đúng chỗ cuối, nó có bụp một cái. Nói cộng thêm mình nữa thì thôi luôn. Anh John, anh không một lời từ biệt. Này thì cà phê ni này xạo 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 xạo. Trời đất ơi, hỗ trợ 10 mạng các bạn ạ. Tôi không thể tin được, từ nãy giờ không ăn được mạng nào luôn. Cái gì ấy trời. Vãi cả trưởng à. Ôi đắng lòng cho tôi quá cơ ấy. Từ, mọi người xem mình bắt cái con về ra cho các bạn xem nhé. Quăng cái chiêu mùa 2 ở đây này. Quăng như cái chiêu 2 ở đây này. Cái con tướng lên đít này sẽ được nó sẽ được thử sử dụng hai cái chiêu 2 ở trong một sử dụng chiếc bản đồ, chỉ được tối đa là hai cái chiêu 2 nhá. Chơi đi luôn bạn ơi. Chơi đi luôn bạn ơi. Hãy xem tôi đây. Choáng ơi, tôi tới đây. Hay quá. Choáng lòi phèo luôn. Như vậy là vị tướng do theo bạn với ba cú bắn của vị tướng lên đít. Ai ai đau. Lên đít đâu nhá. Lên đít đầu mông nhá. Bạn đừng có làm thế nhá. Đứng đây bắn con tà thần để lấy máu thôi nha các bạn. Các bạn thấy không? Đó, nhiều lúc các bạn muốn là đầy game máu ấy, các bạn cứ đứng bắn con tà thần cho mình. Đó. Còn nếu các bạn muốn ăn con tà thần ấy thì các bạn đứng phải thẳng solo với nó này. Đó. Ui giời, cố lên anh ảo, cố lên. Cái đầu xanh nhà nó. Mình sẽ chơi với con bù xanh cho các bạn xem nhá. Ui giời ơi, nghĩ sao vậy? Bạn muốn KS bùa của tôi đúng không? Tịt là khốn nạn quá đi. Tại đây kênh YouTube của mình cũng có lượt một xem, lượt một số. Ôi ôi, một số lượt xem nói chung là cũng đáng kể. Đó, mình cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều khi mà các bạn những cái clip của mình up lên các bạn. Clip nào các bạn cũng like cho mình. Clip nào mình thấy hình như là đa số là trên 5k like, mà cái số lượng like nói chung là cảm thấy mình như vậy là quá đủ rồi. Cảm thấy ổn rồi đấy các bạn ạ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Chúc các bạn tuần này thi thì sẽ thi tốt, thi tốt nghiệp. Hình như là thi khối 11 hay sao ấy. Đấy, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và chúc các bạn sẽ thi tốt trong cái thời gian này. Chúc các bạn sẽ đạt được những cái số điểm mà mình mong muốn. Đấy, ngon ngay. Hy vọng thì sau này nghỉ hè thì mình với cả các bạn sẽ ủng hộ mình nhiều hơn. Ui ôi, anh John ơi, em tới với anh đây. Peng, ui dồi, đúng 3 cái chết các bạn ạ. 3 cái mất xác luôn. Chơi nó luôn, peng. Quá dữ luôn rồi nào ơi. Tuyệt vời nào ơi. Trời ơi, này, peng. Trời, hổ báo. Ui dồi ôi, xém đó, mình cũng teo các bạn ạ. Triple kill luôn. Trời, sau khi mà một thời gian mình toàn đi hỗ trợ cho đồng đội thì cuối cùng thì mình cũng đã được tỏa sáng. Một giây xuất thần. Đấy, ngon lành cành đào luôn các bạn ạ. Ok, như vậy là trận đấu của mình đến đây là kết thúc mất rồi. Tay bên kia không ra được nữa rồi. Xem ra như trốn trong nhà luôn rồi sao ấy. Sợ quá, trốn. Thắng rồi các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Bạn nào thì rảnh thì vui lòng gọi là ấn cho mình xin một like rồi comment, đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn. Clip của mình có lẽ đến đây là nghỉ thôi. Mà còn mình còn một kênh PUBG Mobile nữa các bạn ạ. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh đó thì đăng ký kênh giúp mình nha, để mình nhận thêm được một nút bạc nữa, để cho nhiều bạn kiểu như là không thích mình, mấy bạn ấy ghét mình ấy, suốt ngày chửi mình ấy, cho mấy bạn ức chế chơi. Các bạn thấy hợp lý không? Nếu mà hợp lý thì comment hợp lý giúp mình nha. Mình sẽ để đường link nó ở dưới phần ghi ở phần bình luận. Các bạn chỉ cần vào click ở đăng ký kênh giúp mình, khỏi bật chuông nha. Tại vì nếu các bạn không thích xem bắn PUBG Mobile thì thôi. Đó. Nhưng mà clip liên quan thì mình vẫn làm đủ ngày 4 cái clip nha các bạn. Khỏi lo về cái chuyện đó. Ok, bye bye.